mất ngủ triền miên, có thể thử ngay 3 cách đơn giản sau. Tôi đã chỉ cho rất là nhiều người bị mất ngủ rồi, thử những cách rất là đơn giản, rất là gần gũi với chúng ta, có thể giúp cho chúng ta ngủ ngon lành. Cách thứ nhất là các bạn lấy khoảng độ 20g lá lạc tiên ấy, chúng ta đun lên nước uống thay chè hàng ngày. Cách thứ hai là chúng ta hãy day cái huyệt thần môn ở tay của chúng ta này, thẳng giữa ngón út này xuống, nằm ở cái lết nằn cổ tay của chúng ta ấy, có một chỗ hơi lõm, chúng ta day vào đấy, ấn vào đấy từ 3-5 phút, day nhẹ nhàng thôi, không cần phải day mạnh. Đây là cả hai tay giúp cho bạn rất là dễ ngủ. Và cách thứ ba là ngâm chân bằng bột ngâm chân An Túc Khang. Cái bột ngâm chân An Túc Khang này thì rất nhiều người có cảm ơn là từ khi mà ngâm chân bằng An Túc Khang ấy thì mất ngủ đã rất là nhiều năm rồi, nhưng mà giấc ngủ trở về được bình thường và ổn định. Kiên trì ngâm chân giúp cho chúng ta an thần định trí, giúp cho chúng ta giấc ngủ ngon và sâu hơn. Các bạn ai mà bị mất ngủ thì có thể thử ngay 3 cách vừa đơn giản vừa hiệu quả. Và đừng quên theo dõi kênh Tiến sĩ Bác sĩ Trần Hoàng Hải để biết thêm nhiều thông tin bổ ích về sức khỏe của bạn.